Xin chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chuan An quận 11. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu cho các em một chủ đề. Chủ đề hiệu điện thế. Thì nội dung cơ bản của chủ đề này như sau. Thứ nhất là hiệu điện thế. Thứ hai là vôn kế. Thứ ba là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Và cuối cùng là một số bài tập vận dụng. Thì thầy có câu hỏi tình huống như sau. Một cậu bé tới cửa hàng đồ điện và muốn mua một chiếc pin. Thì người bán hàng mới hỏi là muốn mua pin tròn hay pin vuông, loại mấy vôn. Vậy vôn là gì? Thì để tìm hiểu được vấn đề này, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi phần 1 La Mã hiệu điện thế. Thầy có thí nghiệm như sau. Thầy có một bóng đèn và một cục pin. Thì khi mắc một bóng đèn vào hai cực của nguồn điện thì đèn sẽ như thế nào? Bóng đèn nó sẽ phát sáng. Vậy tại sao nguồn điện có thể làm bóng đèn phát sáng? Thì bài ngày hôm trước thầy đã giới thiệu cho các em một chủ đề về dòng điện, nguồn điện. Thì nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để cho các dụng cụ hoạt động bình thường. Và nguồn điện nó sẽ tạo ra sự nhiễm điện khác nhau giữa hai cực của nó. Và giữa hai cực của nó sẽ có một hiệu điện thế. Thì từ đây chúng ta đã biết được hiệu điện thế là gì. Thì hiệu điện thế là giữa hai cực của một nguồn điện nó sẽ sinh ra một hiệu điện thế. Thứ hai, hiệu điện thế được ký hiệu bằng chữ U, viết hoa. Và đơn vị của hiệu điện thế là volt, ký hiệu là từ V. Ngoài ra có một số đơn vị như là millivolt và kilovolt. Thì chúng ta sẽ biết được mối liên hệ giữa các đơn vị này. 1 volt bằng 1000 millivolt, 1 kilovolt bằng 1000 volt, 1 volt bằng 0,01 kilovolt và 1 millivolt bằng 0,001 volt. Vậy một số nguồn điện mà chúng ta thường thấy nó sẽ có hiệu điện thế như thế nào? Thứ nhất là pin đại, pin vuông, ắc quy xe máy và lỗ của nguồn điện. Thì chúng ta nhìn vào pin đại, nó sẽ ghi là 1,5V. Chúng ta sẽ có hiện thế 1,5V. Pin vuông là 9V, ắc quy xe máy 6V hoặc 12V. Và giữa hai lỗ của nguồn điện là 220V. Vậy để đo hiệu điện thế chúng ta dùng thiết bị nào? Chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã vôn kế. Đây là vôn kế. Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế. Vôn kế nó sẽ có hai chốt, và chốt dương và chốt âm. Và mặt của vôn kế chúng ta thấy từ V đo đơn vị là volt. Đây là một số loại vôn kế. Đây là vôn kế hiển số, vôn kế dùng kim, đây vôn kế dùng số, vôn kế dùng kim. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu giới hạn đo và độ chi nhỏ nhất của vôn kế. Thầy có một hình của vôn kế. Thì các em nhìn xem, ở đây thấy từ V có nghĩa đơn vị đo là vôn. Vôn kế này ta sẽ có hai thang đo. Thang đo trên, thang đo trên nó sẽ tương ứng với chốt dương 12V. Thang đo dưới, thang đo dưới nó sẽ tương ứng với chốt dương 6V. Vậy các em quan sát xem ở thang đo trên có giới hạn đo bằng bao nhiêu.
giới hạn đo xăng đo trên bằng 12V. Độ chia nhỏ nhất của thang đo trên, các em quan sát từ 0 tới 2, chúng ta có 10 vạch, thì độ chia nhỏ nhất là 2 chia 10 bằng 0,2V. Tiếp theo, thang đo dưới, chúng ta sẽ có giới hạn đo là 6V. Đây, 6V. Độ chia nhỏ nhất của thang đo dưới, từ 0 tới 1, chúng ta cũng có 10 vạch. Vậy độ chia nhỏ nhất là 0,1V. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 3 la mã hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Chúng ta đi một nhỏ mắc vôn kế trong mạch điện. Thì trước khi mắc vôn kế trong mạch điện, chúng ta phải biết được ký hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện. Đây là ký hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện. Hình tròn cái từ V, dây dẫn và có hai cực âm và cực dương. Thầy có một mạch điện như sau: có một bóng đèn, một công tắc, một nguồn điện và một vôn kế. Thì từ mạch điện này chúng ta sẽ vẽ được sơ đồ mạch điện: bóng đèn, công tắc, vôn kế, nguồn điện. Thầy cũng có một cách vẽ khác của mạch điện này: vôn kế này, nguồn điện. Đây là nguồn điện, vôn kế. Thì lưu ý của cách mắc vôn kế trong mạch điện như sau: là mắc chốt dương của vôn kế vào cực dương của nguồn điện, mắc chốt âm của vôn kế vào cực âm của nguồn điện. Cách mắc vôn kế nó sẽ khác với cách mắc của ampe kế nha. Ampe kế chúng ta sẽ mắc nối tiếp vào trong nguồn điện, còn vôn kế chúng ta sẽ mắc hai chốt trực tiếp vào. Chúng ta sẽ tìm hiểu hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Trường hợp thứ nhất là bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện. Thầy sẽ có một bóng đèn và một vôn kế chưa mắc vào mạch điện. Thì các em quan sát xem số chỉ của vôn kế như thế nào. Số chỉ của vôn kế là bằng 0 khi chưa mắc vào mạch điện. Thì thầy sẽ có nhận xét như sau: giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0. Trường hợp thứ hai là bóng đèn đã được mắc vào mạch điện. Thầy sẽ có một sơ đồ mạch điện như sau: có một nguồn điện, có một công tắc, bóng đèn, ampe kế và vôn kế. Thì từ sơ đồ mạch điện này, thầy sẽ mắc mạch điện. Thầy sẽ có hai mạch điện. Mạch điện này thầy dùng một pin. Mạch điện này chúng ta sẽ dùng hai cục pin. Ampe kế, bóng đèn, vôn kế. Thì khi nguồn điện một pin hay là hai pin khi mạch thở, thì số chỉ của vôn kế và số chỉ của ampe kế tất nhiên sẽ bằng 0 rồi, thì mạch thở nó sẽ không có nguồn điện chạy qua. Khi đóng công tắc mạch kín, nhà các em quan sát, thì chúng ta đóng công tắc thì bóng đèn nó sẽ phát sáng. Kim của ampe kế và vôn kế nó đã thay đổi, nó đã lệch khỏi vị trí số 0. Mạch điện thứ hai khi đóng công tắc, đây các em quan sát, độ lệch của ampe kế và độ lệch của vôn kế khi nguồn điện hai pin nó sẽ lệch nhiều hơn một pin, bóng đèn nó sẽ sáng mạnh hơn. Thì sau khi người ta làm thí nghiệm, người ta đã đo được số chỉ của vôn kế và số chỉ của ampe kế trong hai mạch điện này. Thứ nhất là mạch thở, chúng ta sẽ có vôn kế và ampe kế bằng 0. Nguồn điện một pin, mạch kín sẽ vôn kế sẽ đo là 1,5V, ampe kế là 0,3A. Nguồn điện hai pin, số chỉ của vôn kế là 3V và số chỉ của ampe kế là 0,6A. Em quan sát là vậy, là nguồn điện hai pin, số chỉ của vôn kế và ampe kế nó sẽ lớn hơn, bóng đèn nó sẽ sáng mạnh hơn.
Thì từ thí nghiệm trên, thầy sẽ có nhận xét như sau. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn hoặc càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn hoặc càng nhỏ, và bóng đèn sáng càng mạnh, sáng càng yếu. Các em quan sát một số thiết bị thường dùng trong đời sống chúng ta như máy bơm nước này, quạt điện này, bàn là, bàn ủi, bóng đèn. Ở trong một số thiết bị này họ thường ghi là 220V, 750 VKF này chúng ta là đọc là watt. Thì cái watt này lên lớp 9 chúng ta sẽ biết được nó là gì. Vậy một số dụng cụ thiết bị này họ ghi như thế này có nghĩa là như thế nào? Số volt ghi trên mỗi dụng cụ cho biết hiệu điện thế định mức để sử dụng. Khi mà cái hiệu điện thế này này thì nó sẽ hoạt động bình thường. Ví dụ máy bơm khi mà có 220V nó sẽ hoạt động bình thường. Quạt 220V, bàn ủi là 110V. Nó thấp hơn thì nó vẫn hoạt động được, nhưng mà nó sẽ chạy yếu hơn. Và trên cái hiệu điện thế định mức này có thể gây ra hỏng các dụng cụ, nên chúng ta lưu ý. Cuối cùng chúng ta sang phần 4 la mã vận dụng. Thì thầy có câu hỏi thứ nhất, đổi các đơn vị. Câu A, 2,5V sang mV, 6kV sang volt, 110V sang kV, 1200mV sang volt. Thì trước khi đổi đơn vị, các bạn phải nhớ được mối liên hệ giữa các đại lượng này. Thì từ volt sang mV chúng ta nhân cho 1000, từ kV sang volt chúng ta nhân cho 1000, từ volt đổi sang kV chúng ta chia cho 1000, và tương tự từ mV sang volt chúng ta chia cho 1000. Thầy có câu hỏi thứ hai như sau. Một bóng đèn có ghi 2,5V, hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng. Một bóng đèn ghi 2,5V thì chúng ta phải mắc với một hiệu điện thế nhỏ hơn hoặc bằng 2,5V thì khi hoạt động nó không bị hỏng. Nhỏ hơn 2,5V bóng đèn nó vẫn phát sáng, nó sáng yếu hơn. Nhưng mà các em lưu ý, mà nó vượt quá 2,5V thì có thể gây ra hỏng bóng đèn. Câu hỏi thứ ba, vôn kế trong sơ đồ nào ở hình được mắc đúng thì sao? Thì có bốn hình ABCD. Thì các em phải lưu ý được vôn kế thì chốt dương nó sẽ mắc với cực dương của nguồn điện, chốt âm mắc với cực âm và mắc trực tiếp vào. Thì câu A, chốt dương mắc với cực dương, chốt âm với mắc với cực âm, nhưng mà đây là mắc nối tiếp nên câu A là sai. Câu B, chốt dương lại mắc với cực âm, lại mắc nối tiếp là sai. Câu C, chốt âm mắc với cực dương, chốt dương mắc với cực âm, mắc nối tiếp vẫn là sai. Và câu D, chốt dương mắc với cực dương, chốt âm mắc cực âm và mắc trực tiếp. Thầy và trò chúng ta vừa đi qua chủ đề về hiệu điện thế, thì sau đây thầy có một số phần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, hiệu điện thế, đơn vị đo là volt, kilovolt và milivolt. Nó được tạo ra từ hai cực của nguồn điện và dụng cụ đo là vôn kế. Thứ hai, sẽ có một số lưu ý. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn được tạo ra, dòng điện sẽ có bóng đèn đó. Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn. Số vôn ghi mỗi trên mỗi dụng cụ điện cho biết
hiểu định thế, định mức để sử dụng dụng cụ đó hoạt động bình thường. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một số phần có thể em như biết. Đây là một số giá trị của hiệu điện thế, nhất là đường dây Bắc Nam có hiệu điện thế là 500 kV, có chiều dài 1487 km, nó kéo dài từ tỉnh Hòa Bình tới thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là hiệu điện thế của sấm sét có thể lên tới vài nghìn vôn, rất là lớn. Và tàu hỏa chạy bằng điện có hiệu điện thế là 25.000 vôn. Và đây là một số sinh vật ở dưới biển nó có thể sinh ra điện. Thứ nhất là cá trình điện, thì có cơ quan sinh ra điện đặt ở dưới đuôi, có hiệu điện thế rất là mạnh, khoảng 550 vôn. Và cá đuối có cơ quan sinh điện là đặt ở hai đầu và hiệu điện thế của nó rơi khoảng 50 vôn. Và cuối cùng, đây là nhà vật lý học Volta. Ông là người đã phát minh ra pin điện và người ta đã lấy tên ông đặt cho đơn vị hiệu điện thế là volt, giống như nhà bác học ampere đặt cho đơn vị là cường độ dòng điện. Thì bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Các em có thể tạm dừng video lại để ghi một số phần và xem lại một số phần các em chưa hiểu rõ. Các em phải ghi nhớ kiến thức bài học, làm bài tập đầy đủ. Thầy xin chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe.